lắm rồi mình đi chơi. Hôm nay anh về sớm hay là mình ra ngoài chơi đi? Anh đang phải tập trung cho công việc, anh không có thời gian để đi chơi đâu. Đi mà. Đâu rồi anh có cho em đi Trang. Đâu? Em bao nhiêu tuổi rồi? Anh không thể chiều theo những sở thích trẻ con của em được nữa. Anh đang rất bận em không nhìn thấy à? Làm ơn để cho anh làm việc. Anh ơi, anh uống nước đi ạ. Anh cảm ơn, em để đấy đi. Em bao vai cho anh nhá. Trang, em có thể để cho anh yên tập trung làm việc được không? Anh cần một mình. Em đi ra ngoài đi. Em đi ra ngoài đi. Đi ra ngoài. Anh về rồi ạ? Anh ơi, anh xem, hôm nay em chuẩn bị cái gì này. Em còn dọn nhà sạch sẽ nữa. Trang, anh đang rất mệt. Em biết là anh đang mệt, nhưng mà anh có nhớ hôm nay là ngày gì không? Em đã hết tiền rồi đúng không? Nếu em cần tiền em cứ nói và để cho anh yên. Nếu như em cần anh chuyển tiền cho em thì em cứ nói, em không phải bày vẽ ra làm gì cả. Anh rất là mệt mỏi và đau đầu. Em không cần tiền của anh. Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không? Anh xem, em đã chuẩn bị những cái gì cho ngày hôm nay. Anh không nhớ là ngày gì à? Em không cần tiền của anh. Cái em cần là sự quan tâm của anh đấy. Tôi công việc để lo cho ai? Là để lo cho cô đấy. Cô xem, tôi có cho cô thiếu thứ gì hay không? Từ nhà, xe, quần áo, đồ hiệu. Cô xem có thứ gì không phải là tiền của tôi mua cho cô hay không? Đã bao giờ cô hỏi tôi là công việc của anh như thế nào? Anh có mệt hay không chưa? Nếu như cô cảm thấy không ở được thì cô đi đi. Anh có người khác rồi đúng không? Được. Vậy thì tôi sẽ đi ra khỏi cái nhà này và trả tự do cho anh. Khổ quá làm sao? Anh Tiến, anh có người khác rồi. Đừng có suy nghĩ linh tinh, Tiến không phải người như vậy đâu. Anh không hiểu được đâu. Anh không còn quan tâm nữa. Điện thoại để anh ấy giấu giếm. Đến ngày kỷ niệm 2 năm yêu nhau anh cũng không nhớ. Bây giờ còn đuổi em ra khỏi nhà nữa cơ. Anh tin là Tiến có một lý do nào đấy. Thôi rồi, để anh. Anh Tiến. Anh. Dạ khỏe không? Dạ em vẫn khỏe ạ. Khổ. Công việc nhà vừa rồi bề bộn quá, cho nên hôm nay em mới sang anh được. Sao? Công ty có vấn đề à? Hàng loạt hợp đồng bị hủy. Anh nghĩ là bây giờ không phải còn khó khăn nữa đâu, mà là sắp phải đóng cửa đến nơi rồi. Quang làm sao được? Làm sao phá sản được? Anh trai của em ấy giỏi lắm. Hay bây giờ như này nhá, em vẫn còn ít tiền, em đưa anh cầm lấy lo tạm nhé. Em cũng đang còn rất là nhiều vấn đề phải lo, rồi bố mẹ nữa. Anh làm thế không được đâu. Lại cái tính sĩ diện. Thế Trang đâu? Anh và cô ấy chia tay rồi. Cái gì? Chia tay á? Em không nghĩ Trang là dạng con gái có thể bỏ anh đi lúc khó khăn đâu. Một người con gái tuyệt vời như vậy thì sẽ không bao giờ đối xử với anh như thế đâu. Nhưng anh tự nguyện để cô ấy rời đi. Trong hoàn cảnh như thế này thì anh không thể kéo cô ấy đau khổ cùng với mình được. Nhưng anh nghĩ anh làm thế liệu Trang có vui không? Anh không biết là Trang có vui hay không. Nhưng anh thì anh thấy không vui. Thế nhưng mà đây là cách lựa chọn tốt nhất. Cô ấy xứng đáng có được hạnh phúc. Và nếu như anh không mang được hạnh phúc cho cô ấy thì phải đành để cho người khác đem lại hạnh phúc cho cô ấy thôi. Nhưng mà em không thể sống hạnh phúc khi không có anh. Trang, tại sao em lại có mặt ở đây? Anh không cần biết là tại sao em ở đây, nhưng mà em biết hết cả rồi. Anh định giấu em đến bao giờ nữa? Một tình yêu không phải là chỉ ở bên nhau khi có tất cả mọi thứ, mà là ở bên nhau khi khó khăn nhất, khi mà không có gì cả. Tại sao?
anh lại gạt em đi khi mà anh đang khó khăn như thế này. Trang à, anh không thể để em đau khổ được. Anh không muốn em phải sống một cuộc sống khổ sở. Em xứng đáng có những điều tốt đẹp và tuyệt vời. Anh nghĩ là em hãy đi tìm một người khác tốt hơn anh để yêu đi. Nhưng em không làm được. Tại sao? Tại vì em yêu anh.